À, xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái chương là nguyên lý gia công kim loại bằng áp lực. Thì mình đi cái bài số 1, đó là nguyên lý về biến dạng dẻo kim loại. Thì mình nghiên cứu cái phần một nhỏ, đó là ngoại lực và nội lực trong gia công kim loại bằng áp lực. Đầu tiên là cái ngoại lực ha, ta xét về cái ngoại lực. Vậy người ta định nghĩa ngoại lực là gì? Là những cái lực á, mà tác dụng lực chi tiết, hay nói cách khác là những cái lực mà của thiết bị, ví dụ như máy á, của cái đầu máy nó sinh ra ha, thông qua cái đầu búa nè, rồi nó tác động lên cái kim loại, tác động lên chi tiết của mình, làm cho kim loại, làm cho chi tiết của mình bị biến dạng. Đó, rất là đơn giản vậy. Đây các bạn xem nè, ví dụ tôi có một cái phôi ban đầu ha, nó hình trụ như này. Đó, bây giờ tôi sẽ dùng một cái đầu búa ha, đầu búa tôi gắn trên cái mái búa, nó sẽ đập xuống ha, nó đập xuống, nó ép xuống. Thì khi lực nó đập xuống hoặc là nó ép xuống á, thì nó làm cho cái chi tiết mình bị biến dạng như này, nó bị biến dạng, nó phình ra như này. Đó, thì cái lực này người ta gọi là ngoại lực ha, hay nói một cách nôm na cho đơn giản dễ hiểu, đó là ngoại lực là những cái thành phần lực ha, mà do mà đầu búa này, do các cái thiết bị máy sinh ra, tác động lên chi tiết ha, làm biến dạng chi tiết của ta. Rồi, biến dạng của cái vật thể gia công á, phụ thuộc vào vị trí điểm đặt lực. Có nghĩa là sao? Ví dụ như cũng là chi tiết này ha, hai chi tiết này y chang nhau. Đó, nhưng mà tôi tác dụng lực ở tại điểm A ở trên đầu trên cùng nè, thì toàn bộ chi tiết mình ha, nó biến dạng toàn bộ luôn. Còn nếu như không, tôi không tác dụng ngay đầu A mà tôi chỉ tác dụng từ cái chỗ B này đi xuống thôi, thì từ cái đoạn lực B này trở xuống nó mới bị biến dạng, còn đoạn trên này hầu như nó không bị biến dạng. Đó, thì biến dạng của vật thể gia công nó phụ thuộc vào vị trí cái điểm đặt lực ha. Rồi cái thứ hai đó là phản lực ha. Phản lực thì thường cái phản lực người ta ký hiệu là chữ N, N in, N hoa như thế này ha, là cái lực sinh ra khi mà lực tác dụng chính tác động vào vật và sinh ra trên bộ phận cố định của thiết bị. Có nghĩa là sao? Đây, khi mà cái lực tác động chính nè, nó tác động vào chi tiết, thì trên cái bộ phận cố định của thiết bị, ví dụ trên cái đe nè, trên cái bàn máy nè, hoặc trên cái đầu gá gì đó, nó sẽ sinh ra lực, nó tác động ngược trở lại ha. Thì cái tác động ngược lực đó người ta gọi là cái phản lực N. Thì cái phần này á, các em đã được học ở bên là bên môn vật lý hoặc là cơ lý thuyết ha, lực và phản lực ha, rất là nhiều rồi. Ở đây mình giới thiệu sơ là các em cũng đã hiểu rồi. Phản lực á, thì về mặt tính chất á, thì phản lực nó có phương, vuông góc với mặt tựa và ngược chiều với lực tác dụng chính. Đây các bạn xem nè, cái mặt tựa là cái mặt đáy dưới này, cái này có thể là trên để lên chi tiết lên cái đe nè ha, tác dụng búa xuống. Thì cái phản lực của mình á, nó sẽ vuông góc với cái mặt tựa, mặt đe này chính là mặt tựa ha, và hướng là hướng ngược lại với cái lực tác dụng xuống. Đây lực tác dụng chính là đi xuống nè, phản lực N đi lên nè. Rồi ta xét một số trường hợp nè. Đầu tiên là trường hợp rèn tự do ha, rèn tự do. Đây, ta có cái búa nè, tác động đập xuống nè ha. Thì trường hợp này là rèn tự do là không có khuôn. Cho nên là gì? Khi mình lực này tác dụng xuống bao nhiêu thì thường là cái phản lực ha, nó tác dụng lên ngược lại bấy nhiêu ha. Nếu như mình phải thêm một cái ý nữa, nếu như là cái chi tiết mình, khối lượng chi tiết mình xem như là nhỏ ha. Cho nên là nhỏ, cho nên mình bỏ qua trọng lượng của cái chi tiết mình, thì coi như cái lực P này tác dụng xuống bao nhiêu thì lực phản lực N tác dụng lên bấy nhiêu. Còn nếu như mà cái khối lượng chi tiết mình nó lớn á, thì mình phải cộng thêm cái, tại vì cái mặt tựa này nè, mặt đáy dưới này nè, nó sẽ chịu cả cái lực tác dụng chính của chi của máy mình đè vào, đè lên, tác động lên, và cái trọng lực của cái chi tiết này đè xuống nữa. Vậy là B này cộng với lại cái trọng lực, ví dụ tôi gọi trọng lực này là Q đi, mới bằng N. Còn tôi đang nói trường hợp này là trường hợp cái chi tiết mình, cái khối lượng nó nhỏ, nên mình có thể xem như là bỏ qua cái trọng lượng đó. Rồi, trường hợp phôi bị biến dạng trong cái dụng cụ chày và cối thì như này. Đây, ví dụ này, tôi có một cái chi tiết, tôi nung nó lên, rồi tôi bỏ vô cái cối này các bạn ha. Tức là cái này giống như là mình rèn trong khuôn á, hoặc là dập trong khuôn dập á, thì lúc đó cái lực chính tác động xuống là lực B này, lực ngoại lực tác động xuống B này nè. Đó, thì khi chi tiết mình nó biến dạng thì nó sẽ sinh ra cái lực ma sát nè. Biến dạng thì nó cà vào ha, nó trượt xuống, biến dạng nó trượt xuống thì nó sinh ra cái lực ma sát gọi là R đi. Đó, ở xung quanh cái họng này.
đó, và phản lực N tác động lên. Vậy là gì, ứng với trường hợp này á, nhìn vô mình phân tích lực, mình nhìn vô mình thấy nè, cái lực B này nè nó sẽ bằng tổng của ba lực, đó là lực R này và lực N này. Cho nên là gì, trong trường hợp mà phôi mà nó biến dạng trong dạng chày và cối như thế này á, thì lực B và lực N này là không bằng nhau, khác nhau ha. Cụ thể B nó sẽ lớn hơn N ha, B nó sẽ lớn hơn N, tại vì N cộng thêm R này thì nó mới bằng B. Đó, mình nhìn cái hình là mình thấy rồi. Đây, người ta gọi là dập hoặc là chồm trong cái khuôn kính thì nó có hai trường hợp ha. Hai trường hợp là chồm trong khuôn kính, nghĩa là sao, là cái chi tiết mình nè, mình bỏ trong cái cối nè, đó thì cái chày đi xuống nè, đó cái chày đi xuống nè, đó thì như trường hợp vừa mới mô tả, thì lúc này B á, khi cái chày đi xuống á, thì cái chi tiết mình nó sẽ ma sát, nó cạ cho hai thành này thì tạo ra cái lực ma sát RR này, đó thì B này sẽ bằng R cộng cho B này, hay nói khác mình để tổng quan mình gọi là sigma cái R, sigma R là coi như cái lực tổng cái lực ma sát ha, tác dụng lên thành khuôn nè, rồi cộng với cái phản lực N này nè, đó thì B sẽ bằng N nè cộng cho tổng cái lực ma sát R nè, đó thì lúc này mình có thể suy ra là gì, lực B này nó sẽ lớn hơn N. Trường hợp thứ hai bên này, các bạn nhìn cái hình bên này nó khác gì, là bên đây nha, cái chày của mình ở trên nè là đóng vai trò là cái cối, tại vì cái lòng khuôn á nó nằm ở phía trên cái chày nè. À, và cái dưới đây á, mình nhìn sơ qua mình tưởng ra cái cối, nhưng mà thực sự cái này nó đóng vai trò là cái chày đó. Cho nên là gì, khi mà mình tác động trên đi xuống thì cái chi tiết của mình nó sẽ bị biến dạng trong cái lòng này, trong cái lòng này nó nằm của cái chày nè. Cho nên là gì, cái lực mình nhìn nè, khi nó biến dạng thì nó trượt xuống, trượt lên như vậy, thì cái lực ma sát nó sẽ trượt xuống ha, lực ma sát trượt xuống thì ta có B nè cộng R nè sẽ mới bằng N, hay nói cách khác N lực B này nè nó sẽ bằng lực N này trừ đi sigma R này, chuyển vế qua thôi ha. Đó. Thì cái trường hợp này á, thì nói nôm na đơn giản là trường hợp này cái lực B này nó sẽ nhỏ hơn lực N này đó. Cái trường hợp này nè, mình có thấy nó y như là thằng lực ngược lên, thì nó y như thằng bên đây. Thằng này nó đảo lên thôi, tức là cái lòng khuôn nó nằm trên cái bộ phận di chuyển ha, bộ phận di chuyển thường là bộ phận di chuyển người ta gọi là cái chày nè. Đó, thấy chưa? Vậy mình phân tích ra hai cái này để làm gì? Đây, phân tích ra hai cái này gì là mình mới có cái kết luận nè. Do cái đối với trường hợp này nè nha, lực B này nó lớn hơn lực N. Đó, lực đè xuống của cái chày này nó lớn hơn lực N. Cho nên cái phần kim loại ở phía trên nó dễ bị biến dạng hơn, dễ lưu động hơn. Có nghĩa là gì? Cái nếu mà cái chi tiết của mình nè, đó thì cái phần kim loại nằm phía trên này nè, tại vì nó lớn mà lực lớn thì thường là kim loại mình nó sẽ biến dạng nhanh hơn đó, thì cái phần trên này biến dạng nhiều hơn cái phần dưới này. Cho nên là gì? Khi mà thiết kế khuôn á, người ta sẽ ưu tiên cái khuôn của mình á, những cái chỗ nào mà nó có ngóc ngách đồ nhiều á, thì người ta phải ưu tiên bố trí vào cái vị trí mà cái kim loại mình nó dễ lưu động hơn đó, chứ là ví dụ ứng với cái rạn này nè, thì người ta bố trí cái khuôn của mình những cái ngóc ngách là nằm phía trên này, thì khi đó mình ép xuống thì nó sẽ dễ điền đầy vô đó. Trường hợp bên đây thì ngược lại nha, là cái lực B nó là nhỏ hơn lực N đó, có nghĩa là phần kim loại ở phần dưới này nè, đó nó sẽ dễ lưu động hơn, tức là nó dễ biến dạng hơn, thì nó dễ điền đầy vào những cái khe rãnh của cái lòng khuôn ta. Cho nên là gì, mình nếu mà mình có bố trí kết cấu lòng khuôn á, thì mình sẽ tùy vào ha, cái kiểu mà mình sẽ bố trí những cái khuôn của mình, những cái lòng, những cái rãnh, những cái phần mà khó điền đầy mình sẽ bố trí vào ở phía trên này, phía dưới, tùy vào các cái kiểu mình làm như này đó, ý nghĩa là vậy. Đây, chú ý nè, khi gia công áp lực với các vật có kết cấu phức tạp thường bố trí kim loại về phần biến dạng trước ha, về phần biến dạng trước. Đó, những cái phần phức tạp mình sẽ bố trí để cho nó dễ điền đầy hơn, lực nó lớn mà nó ép vô nhiều hơn. Rồi bây giờ tao qua cái bài số 3, đó là các cái định luật cơ bản trong gia công áp lực. Thì ta coi nè, khi mà gia công áp lực á, nó có những cái định luật gì. Đầu tiên là định luật biến dạng đàn hồi tồn tại khi mà có biến dạng dẻo.
Đó, cái định lực này để làm cái gì? Và để hiểu cái định lực này thì mình sẽ xem nè. Khi biến dạng dẻo của kim loại xảy ra, đồng thời có cả biến dạng đàn hồi. Đó, thì mình học cái định luật này để mình biết nè. Nếu mà nên khi mình thôi lực tác dụng á, thì kích thước nó sẽ thay đổi. Có nghĩa là gì? Khi biến dạng dẻo thì mình ép cái chi tiết, ép cái chày xuống, đúng không? Chi tiết mình biến dạng. Biến dạng xong mình thôi tác dụng lực, tức là mình dỡ cái chày đi lên. Dỡ cái chày đi lên á thì cái chi tiết mình á nó đã biến dạng dẻo rồi, nhưng mà nó vẫn còn cái biến dạng đàn hồi, tức là nó sẽ bị bồng lên một tí, nó bị bung ra lại, nó bị bung ra lại. Thì mình biết cái này để mình sẽ là cộng trừ nha, cộng trừ cái hành trình chạy của cái chạy của ta. Ví dụ mình muốn bẻ uốn cong một cái chi tiết ha, mình có cái chiếc nó dài vậy nè, hai hai đầu mình để hai cái kê lên hai hai cái gối đỡ, và mình uốn hay mình đè lực giữa để uốn cong. Bây giờ giả sử mình uốn nó muốn cong một góc 120 độ thì thường là mình phải uốn hơn 120 độ ha, qua 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 cái góc, tức là uốn cái nó sẽ nhiều, để vì khi mà mình thả ra lực ra lại nó sẽ bị giãn ra lại, tức là nó đàn hồi ra lại á. Thì ví dụ như mình muốn uốn 120 độ thấy không, thì mình phải uốn hơn 120 độ ha. Đây tùy nè, ví dụ đây góc này nha, các bạn lưu ý nha, cái từ dùng cái từ hơn hay kém là phải phụ thuộc vào cái góc mình hiểu nào. Ví dụ mình đè xuống nó nghiêng gì đâu, thì cái góc nếu mình tính góc này 120 độ á ha, thì mình phải uốn là đè xuống cái góc này nó nhỏ hơn 120 độ, lúc đó nó bung ra mới đúng bằng 120 độ. Còn nếu mình tính ở góc ngoài đây nè. Đó, nếu mình tính cái góc ngoài đây. Đó, thì mình phải uốn lớn hơn cái góc mà mình cần. Đó, là vậy là hơn hoặc là ít hơn hoặc nhiều hơn á là phụ thuộc vào mình đang xét cái góc nào thôi. Nhưng mà các bạn nói các bạn hiểu là được. Rồi, tiếp theo tùy vào vật liệu mà ta sẽ có biến dạng đàn hồi khác nhau. Ví dụ như là thép, độ biến dạng đàn hồi nó như thế nào đó, thì mình sẽ tính toán để mình cho cái lượng nó bù trừ cái lượng mà nó biến dạng đàn hồi lại. Nó nghĩa là gì? Khi mà giả sử mình rèn một cái chi tiết nào đó ha, mình muốn uốn cong hay rèn cái chi tiết nào đó nó có cái độ biến dạng, thì mình phải cộng trừ cái độ biến dạng đó để cho khi nó mình thôi lực tác dụng nó sẽ nhả ra, nó đàn hồi trở lại, thì nó phù hợp, nó vừa với đúng với kích thước mình yêu cầu. Thì cũng giống như bên chi tiết mà đúc á, khi mình đúc á thì nó có cái gọi là độ co ngót ha. Khi mình rót, mình nấu kim loại nóng nóng chảy lên, mình rót vô khuôn thì nó lúc nó nóng á, thì nó sẽ nở ra, cái khi nó nguội nó co lại. Thì mình tùy vào cái loại kim loại mà mình nó có cái độ giãn nở ha, độ co ngót khác nhau, thì mình phải tính luôn nó đó. Ví dụ như khi mà mình đúc, mình muốn cái đường kính mình 100 á, mà mình làm đúng cái khuôn đúc 100 luôn á, khi mình đúc cái nó nguội nó co lại nó còn 99 chẳng hạn, là thiếu kích thước của mình. Ví dụ như độ co ngót 1% thì mình phải đúc là lên 101. Thì khi nó nguội á, đang nó nguội đúng không, thì nó co ngót lại 1%, tức là từ 101 nó co xuống đúng 100 đó. Vậy là đúng cái kích thước đường kính chi tiết mình yêu cầu. Thì cái này cũng vậy ha, cái định luật này nó để mình học cái định luật này để mình biết là mình sẽ phải gọi là khấu trừ ha, khấu trừ tính toán cái lượng đàn hồi trở lại ha, khi mà chi tiết mình dùng cái phương pháp gia công bằng áp lực á. Rồi, cái định lực thứ hai là định lực ứng sức dư. Định lực ứng sức dư này nè, thì thường á người ta nói phát biểu như này, thì bên trong bất kỳ cái kim loại nào nó đã qua biến dạng dẻo, tức là nó đã bị ép hoặc bị uốn gì đó, tức là đã qua biến dạng dẻo á, thì cũng đều tồn tại ứng sức dư cân bằng với nó. Có nghĩa là gì? Khi mà các cái chi tiết mình, ví dụ mình rèn hay mình dập, mình gia công, đại khái là gia công bằng áp lực, thì trong nội bộ, trong cái bản thân chi tiết đó nó sẽ tồn tại một cái lượng gọi là ứng sức dư ha. Định lực thứ ba đó là định lực thể tích không đổi ha. Thì định lực này á nó phát biểu như sau: thể tích của vật thể trước biến dạng bằng với thể tích của vật liệu sau biến dạng. Thì cái này á nó tùy thuộc vào cái kim loại của mình ha, tùy thuộc vào kim loại của mình. Nhưng ở đây á, nó cái phát biểu này gọi là nó mang tính chất là lý tưởng á, ha, kim loại lý tưởng á, với không là thường á, là mình sẽ thấy nè, cái kim loại của mình á nó cũng có thay đổi thể tích á. Khi mình ép nó lại thì nó sẽ bị nén lại thì nó có thay đổi thể tích, nhưng mà cái độ nén á nó không có cao, không có nhiều, cho nên là
sự thay đổi thể tích này rất là nhỏ, không phẩy mấy phần trăm thôi, cho nên là không đáng kể, cho nên là người ta sẽ xem như là nó không thay đổi, không thay đổi thể tích. Để học cái định luật này để làm cái gì? Học cái định luật, biết cái định luật này để mình tính toán cái thể tích phôi. Ví dụ như mình muốn cái thể tích cái khuôn của mình muốn dập ra cái bánh răng đi, thì cái thể tích cái khuôn của mình, ví dụ thể tích khuôn bánh răng mình là 1 decimet khối đi, thì mình phải khi mà mình bỏ cái phôi vào, mình tính toán cái lượng phôi mình bỏ vào phải cộng trừ bao nhiêu để cho khi mà bỏ vô mình dập xuống hoặc là mình rèn xuống nó phù hợp, nó điền đầy lòng khuôn, nó không dư mà cũng không thiếu. Nếu như nó dư nhiều quá mình cho nó ép xuống là có khả năng nó bị bể cái khuôn mình luôn ha, nó dư quá mà dư quá ép xuống nó bể nứt ra luôn. Thì cái định định luật này nè, thì nắm được cái định luật này sẽ hiểu được cái là mình phải tính toán cái thể tích của phôi của mình, thì khi mà mình cần gia công nó để tránh trường hợp là nó bị thiếu phôi hoặc là nó bị dư phôi, nó tránh dẫn đến là bị nứt khuôn đó. Ta qua cái định lực cuối cùng đó là định lực trở lực bé nhất đó. Thì đây ta sẽ cái hình này, thì tôi phân tích cái hình này cho các bạn coi. Trong quá trình biến dạng á, các chuyển động của vật liệu á, đều di chuyển theo hướng mà có trở lực bé nhất. Đây các bạn hình dung nha, ở đây ta có một cái các bạn có tưởng tượng là đây là hình chiếu bằng nè, đứng trên nhìn xuống cái này nó giống như cái cột nhà vậy đó ha, cái cột nhà đó, tiết diện cái cột nhà nè, cột nhà đó. Bây giờ các bạn tưởng tượng cái cột này là bằng cao su đi, thì lực mình ép từ trên xuống, lực ép từ trên xuống nha, đây là làn hình chiếu bằng, nó ép từ trên xuống, thì cái cột này nếu mà cái cột mình á, cái biên dạng của cột là cái màu xanh nè, thì có một cái cột là bằng cao su ha, ví dụ bằng cao su đi, và cho dễ nói bằng cao su nè, và cái biên dạng nó là màu xanh hình chữ nhật. Khi tôi dùng máy ép, tôi ép xuống thì khả năng nó sẽ bị phình ra, nó lún xuống, khi nó ép xuống nó lún xuống là nó phải phình ra, thì khi phình ra nó phình theo cái đường màu hồng nè, đường viền sau khi biến dạng nè, thấy không? Rồi người ta mới giải thích cái định luật này, giải thích là nó biến tại sao nó phình ra cái hình dạng nó như vậy, và ở đây nó có những cái đường mũi tên này nè, tức là những cái phân tử, ví dụ nè lúc mà chưa đè lực á là nó màu xanh như vậy, thì những ví dụ phân tử ở đây thì khi mình đè lực xuống á, thì nó sẽ từ đây nó chạy về phía bên đây, chứ không có phân tử này thì nó chạy ra qua phía bên đây đâu. Tại vì sao các bạn thấy nè, cái hướng này là trở lực bé nhất đúng không, tại vì cái bề dày từ đây tới đây á nó nhỏ hơn bề dày từ đây qua đây, cho nên là gì, nó sẽ cái vật liệu của mình nó sẽ di chuyển theo hay gọi là chuyển động theo cái hướng mà cái trở lực nó bé nhất, có phải từ đây qua đây nó ít thì nó sẽ cản cản ít hơn so với cái lực cản ít hơn so với là nó buộc phải di chuyển từ đây qua đây đó. Như là gì, hoặc là ví dụ các bạn nhìn nè, ví dụ những cái đường 45 độ thì chỗ này á, nó có khả năng đi qua đây hoặc là đi qua đây đó, đường này vậy đó. Còn những cái chỗ nào mà không phải 45 độ thì nó cứ di chuyển theo cái phương mà trở lực bé nhất đó, theo cái phương trở lực bé nhất. Thì khi mà di chuyển như vậy thì chi tiết mình ra nó có hình dạng là giống giống như cái đường màu hồng này đó. Khi mà sát ngoài theo các hướng đều nhau thì với bất kỳ chức điểm nào trong vật liệu cũng di chuyển theo hướng ngắn nhất. Rồi như vậy là tôi vừa mới hướng dẫn cho các bạn các cái nguyên lý gia công kim loại bằng cái gia công áp lực. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Xin chào tạm biệt.